Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2016. Triển lãm về năng lượng xanh và thiết bị điện có tên gọi là Việt Nam ETE và Innotech Expo 2016 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC và sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 7. Triển lãm do Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Công Thương phối hợp với Tổng công ty Điện lực Thành phố, Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm CIS tổ chức. Triển lãm năm nay đã thu hút tất cả là 250 gian hàng của 160 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thiết bị điện. Trong đó thì nổi bật có Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bóng đèn Điện quang, Công ty Phích nước Rạng Đông. Đây là dịp để quảng bá rộng rãi các sản phẩm tiết kiệm năng lượng mới nhất, đồng thời cũng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị phần, đổi mới các trang thiết bị công nghệ, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ triển lãm như các hội thảo chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng, kết nối giao thương hỗ trợ doanh nghiệp tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm, trao giải cuộc thi vẽ tranh tiết kiệm năng lượng cho cuộc sống xanh, từ đó khuyến khích cộng đồng hình thành lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và trong tiêu dùng.